Khi mà chúng ta làm cái nhà nó xấu hay là cái nhà nó cát hay cái nhà nó hung, không phải làm xong nó hung luôn, nó phải chờ đến năm khi mà mạch nó động hoặc là thần sát hung thần nó đáo vào thì cái chỗ đó, cái vị đó thì nó mới gây ra ảnh hưởng, chứ không phải vừa làm xong cái nó xấu luôn hay không xấu luôn. Nó phải có thời điểm giống như là ủ bệnh rồi phát bệnh ấy, thì giả sử như là đã yếu rồi, lại còn tự nhiên lúc đấy lại còn bị đã một cái đá rồi, còn lúc ấy còn thêm cái đạp vào nữa thì nó mới gục được, còn không gục được. Hàng năm thì do sự thay đổi của thiên tinh, cho nên là mỗi một cái hướng nhà khác nhau thì sẽ có một cái vận khí khác nhau. Trong ngày mặt trời thì chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ tinh và nhật nguyệt. Nhật nguyệt thì thái dương là mặt trời, còn nguyệt là mặt trăng. Và ngoài ra thì năm cái hành tinh là kim mộc thủy hỏa thổ, xung quanh là những hành tinh gần nhất. Ngoài ra thì có sao Thiên Vương và sao Hải Vương nữa, tổng là 9. Thì người ta căn cứ vào cái vị trí của thiên tinh này để người ta luận đoán cũng như là tính toán xem là cái hướng nhà năm nay của nhà mình cát hung và vận hạn ra sao, cần phải làm cái điều gì, cần phải làm cái cách nào để mà gia tăng hay tăng cường thêm cái cát hung, cái vận hạn cũng như là cái tốt lành cho căn nhà của mình. Năm Kỷ Mão là năm có thiên can quý thủy và địa chi là Mão Mộc, nạp âm là Kim Bạc Kim, cho nên là âm kim, cho nên thiên can địa chi tương sinh. Những cái nhà có hướng là hướng Bắc, nhà hướng chính Nam, nhà hướng Đông Bắc sang năm sẽ là một cái năm rất là vượng long, vượng sơn và vượng hướng, tài lộc dồi dào, có nhiều cái biến động và thay đổi tích cực trong cái sự nghiệp cũng như là trong tiền bạc. Đặc biệt là những cái gia đình mà làm về các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh hoặc công ty hoặc nhà hàng mà có hướng Bắc, hướng Nam hoặc hướng Đông Bắc sẽ là một năm có nhiều cái thu hoạch lớn. Năm 2023 đó là một cơn, nó sẽ là một cái lúc mà hồi sinh rất là mạnh của cái ngành du lịch và ngành dịch vụ. Các cái dịch vụ liên quan đến du lịch, này, giải trí, này, karaoke, này, hát hò, rồi các cái phần mà liên quan đến ăn chơi ấy, đúng không ạ? Và kinh doanh sản xuất, nó sẽ là một cái năm sẽ có được cái sự phục hồi tốt. Đặc biệt là cái khách từ nước ngoài sẽ có cái sự trở lại vì là cái năm âm kim. Âm kim là vàng dưới đất, lại là kim bạc kim, cho nên trắng đen là lẫn lộn, cho nên thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, thị trường ngân hàng và thị trường bất động sản sang năm sẽ có rất nhiều vấn đề. Cho nên anh chị và các bạn cực kỳ là lưu ý trong cái việc mà đầu tư, lựa chọn hay là tham gia vào các cái thị trường này. Những ngôi nhà mà có hướng là hướng Bắc, chú ý là tại phương vị phía Tây Bắc mà có cái nhà cao, tức là nếu như cái nhà mình mà hướng Bắc mà bên tay trái mà nó có cái nhà cao tầng hoặc có ngã ba, ngã tư, hoặc có ao hồ, hoặc có cái gì động thì cần phải lưu ý về việc mà chuyện thị phi, cái quan lộ không thông và bị ảnh hưởng bởi cái đào hoa quấy nhiễu và nhân đinh thì dễ bị hao tổn. Cái việc mà trong nhà mình đang có 5 người mà tự nhiên mà còn có 4 người ấy, không nhất thiết là người đã bị chết mà có thể là đi di cư hoặc đi ra chỗ khác không có tụ tại đó, đi làm năn xa hoặc là không ở nhà thường xuyên thì người ta cũng gọi cái việc đó là không tốt. Những ngôi nhà hướng Nam chú ý là tại phương Đông Nam của nhà có cái nhà cao, tức là đứng từ trong nhà nhìn ra mà bên tay trái ấy, tức là phương đó là phương Đông Nam thì người ta gọi là có nhà cao, bể nước, ao hồ thì cẩn thận sang năm hao tán về tiền của, cẩn thận bị mất mát tiền bạc và không thế chấp, không đứng hộ, không mượn hộ, không cho vay và các vấn đề liên quan đến công quyền, công quan xã hội là phải lưu ý. Những căn nhà hướng Đông Bắc cần chú ý tại vị trí phương Đông, tức là từ trong nhà nhìn ra bên tay trái mà có cái nhà cao, bể nước hoặc là có ngã ba, ngã tư thì cần phải lưu ý cái chuyện liên quan đến thị phi, cái quan lộ không thông và tránh các cái việc mà mê tín cầu cúng lung tung mà ảnh hưởng tổn tài, tránh và cái nhân đinh nó hao tổn. Năm nay thì lập xuân khởi từ lúc 9 giờ 42 phút sáng ngày 4 tháng 2 năm 2023 và nó rơi vào khoảng ngày 14, tức là trước rằm một ngày ấy. Thì lúc này thì cát hung vận hạn ứng khí, tức là lúc đấy thì cái việc mà dự đoán như thế này thì nó sẽ xảy ra. Cho nên là sang năm thì là cái năm mà vượng khí cho nhà hướng Bắc, nhà hướng Nam và nhà hướng Đông Bắc. Tuy nhiên cũng lại là một năm mà những căn nhà đó lại cần phải lưu ý. Vì nếu như mà những căn nhà đấy mà bị phạm sát hoặc bị ảnh hưởng hoặc bị những cái điều mà gây ra xấu thì năm sấy nó sẽ là những năm hung. Cái điều này là một điều rất là quan trọng cho phong thủy mà hướng dẫn anh chị để anh chị nắm được. Khi mà chúng ta làm cái nhà nó xấu hay là cái nhà nó cát hay cái nhà nó hung, không phải làm xong nó hung luôn. Nó phải chờ đến năm khi mà mạch nó động hoặc là thần sát hung thần nó đáo vào thì cái chỗ đó, cái vị đó thì nó mới gây ra ảnh hưởng, chứ không phải vừa làm xong cái nó xấu luôn,
nó xấu luôn hay không xấu luôn, nó phải có thời điểm giống như là ủ bệnh rồi phát bệnh ấy. Thì giả sử như là đã là yếu rồi lại còn tự nhiên lúc đấy lại còn bị đã một cái đá rồi, còn lúc ấy thêm cái đạp vào nữa thì nó mới gục được, còn không gục được. Thì phong thủy nó cũng như vậy.